7 tháng 10, QQ đưa tin Đài Loan là nơi sản sinh ra nhiều mỹ nhân đẹp nức tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ với khả năng giữ nhan sắc lâu dài theo thời gian. Tiêu Tường, Lâm Chí Linh, Y Năng Tịnh từng được gọi với các danh xưng như đệ nhất mỹ nhân, siêu mẫu đắt giá nhất, ngọc nữ, nhưng vì can thiệp thẩm mỹ mà một số người đẹp xứ Đài đã làm mất đi sự duyên dáng vốn có. 1. Mỹ nhân xứ Đài Lâm Chí Linh. Thời gian gần đây, Lâm Chí Linh kết hôn và sinh sống tại Nhật Bản. Nữ diễn viên hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình, lên kế hoạch sinh con. Trong những lần hiếm hoi lộ diện, siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan bị phát hiện mặt sưng khác thường. Theo QQ, tình trạng hiện tại của người đẹp xứ Đài Lâm Chí Linh là do cô tiêm chất làm căng da mặt nhiều lần. Mỹ nhân nức tiếng Đài Loan giờ đây có vẻ đẹp công nghiệp giống như là những người phụ nữ nghiện làm đẹp. 2. Mỹ nhân xứ Đài Tiêu Tường. Nữ diễn viên Tiêu Tường từng được xưng tụng với danh hiệu là đệ nhất mỹ nhân Đài Loan vào thập niên 1990. Cố nhà văn Kim Dung cũng phải dành lời khen ngợi cho Tiêu Tường. Tôi đã tạo ra không ít mỹ nhân xinh đẹp bằng ngòi bút của mình qua nhiều tác phẩm. Ấy thế mà ở ngoài đời thực, nhan sắc của Tiêu Tường vẫn đánh bại trí tưởng tượng của tôi. Vẻ đẹp khác lạ, vừa gợi cảm, đa tình lại vừa có chút ưu buồn thanh tú của Tiêu Tường khiến công chúng một thời mê đắm. Tuy nhiên, vì muốn níu giữ thanh xuân, qua tuổi 30, Tiêu Tường bắt đầu can thiệp dao kéo trên gương mặt của mình. Mỹ nhân xứ Đài bị biến chứng, bị gọi là thảm họa thẩm mỹ. Theo QQ thì ở tuổi 52, Tiêu Tường vẫn giữ được vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ tập yoga. Gương mặt nữ diễn viên Đài Loan trở nên dễ nhìn hơn, nhưng đơ cứng, ít biểu cảm, những nếp nhăn khi cười cũng để lộ tuổi tác của cô. 3. Y Năng Tịnh đánh mất vẻ đẹp ngọc nữ. Y Năng Tịnh sinh năm 1969, từng là ngọc nữ Đài Loan. Cô là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai vào thập niên năm 1990, năm 2000 với giọng ca ngọt ngào, nhan sắc kiều diễm gợi cảm. Nhưng minh tinh xứ Đài không muốn bị già đi và không vui khi được mời vào vai bà mẹ dù đã 51 tuổi. Tôi không thích đóng vai mẹ trên phim, điều đó thật kỳ cục. Tôi nên là mẹ của ai khi trông tôi như là chị gái của họ nhỉ? Theo QQ thì thực tế, phong cách của Y Năng Tịnh trẻ hơn tuổi, cô bị đánh giá là thích cưa sừng nằm nghé. Tuy nhiên, ngoại hình này có được là nhờ can thiệp thẩm mỹ. Bức hình được chỉnh sửa kỹ càng của Y Năng Tịnh nhìn cuốn hút, nhưng ảnh chụp từ màn ảnh bóc trần tuổi thực của bà mẹ hai con. 4. Mỹ nhân xứ Đài Cao Thắng Mỹ xuống sắc đến khó nhận ra. Theo QQ thì nữ ca sĩ sinh năm 1969 không có vẻ đẹp rực rỡ nhưng được khán giả yêu thích với khí chất thanh xuân dịu dàng. Nhờ vào ca khúc nhạc phim Nghìn Năm Chờ Một Lần của Bạch Nương Tử truyền kỳ và bài hát Ngọn Cỏ Ven Đường, cô trở thành nữ thần trong trái tim người nghe nhạc. Tuy nhiên, Cao Thắng Mỹ phải chịu những di chứng do phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại, nữ ca sĩ Đài Loan có gương mặt sưng phồng, làn da kém mịn màng, đôi mắt trũng sâu, khán giả tiếc nuối nhan sắc một thời của Cao Thắng Mỹ. 5. Nàng hạ tử vi Lâm Tâm Như. Lâm Tâm Như là người đẹp nức tiếng của giới giải trí Đài Loan. Tài tử Lâm Chí Dĩnh từng chia sẻ, nữ diễn viên đẹp tới mức mà cha anh từng tới phim trường để gặp cô. Nhờ thành công của phim Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả khắp châu Á. Tuy nhiên, cùng với thời gian, người đẹp 44 tuổi bắt đầu lộ dấu hiệu lão hóa. Nàng hạ tử vi cho biết là cô không sợ lộ mặt mộc trước công chúng. Trong đời sống hàng ngày, Lâm Tâm Như không thường xuyên trang điểm, vì vậy rất dễ bị bắt gặp hình ảnh không hoàn hảo nếu như phóng viên cố ý. Mặc cho bị chê bai về vẻ già nua, nhưng Lâm Tâm Như lại ghi điểm về vóc dáng gọn gàng. Phần lớn công chúng đều tán thưởng thân hình khỏe mạnh, ốm nhưng tràn đầy sức sống của cô khi đã U50. Hồi Tết Nguyên đán vừa qua, Lâm Tâm Như cùng dàn diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt như là Triệu Vi, Cổ Cự Cơ, Tô Hữu Bằng có dịp hội ngộ trên sân khấu mừng 20 năm tác phẩm ra mắt. Màn gặp gỡ và giao lưu giữa các ngôi sao đình đám để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Hiện người đẹp họ Lâm tập trung chăm lo gia đình và ít nhận dự án mới.